11. Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Học rộng, nghiên cứu nhiều là tìm hiểu, lãnh hội, mổ xẻ vấn đề cho đến nơi, đến chốn. Nó thuộc về văn huệ trong văn tư tu của nhà Phật. Một học sinh, sinh viên muốn đỗ đạt cao phải siêng năng, chăm chỉ, kiên trì bền bỉ học rồi ôn tới, ôn lui, rồi dùng ý thức để xem xét lại việc học của mình. Nhờ vậy mới thành đạt trong tương lai. Cũng vậy, người học đạo giác ngộ, giải thoát trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sinh, không thể lơ là trong việc học rộng nghiên cứu nhiều. Nó phải được song hành với văn tư tu mới giúp cho chúng ta thành tựu viên mãn. Trong sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa đất nước ngày nay, xã hội ta ngày một phát triển và tiến bộ nhanh. Cùng với đó là sự hiểu biết về trình độ và học rộng nghiên cứu nhiều là điều không thể thiếu của mỗi người. Học là hoạt động tiếp thu những tri thức của nhân loại đã được đúc kết qua mấy ngàn năm lịch sử. Chúng ta có thể học ở trường qua sự truyền thụ của thầy cô, học ở bạn bè, tự học ở sách vở và thực tế cuộc sống. Học rộng nghiên cứu nhiều để nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân. Ví dụ như một bác sĩ đem những kiến thức tiếp thu được trong suốt quá trình đào tạo 6-7 năm ở trường đại học để vận dụng vào việc chữa bệnh cho mọi người. Những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đem kiến thức đã học để thiết kế và thi công nhiều công trình như nhà máy, bệnh viện, trường học, công viên để phục vụ đời sống con người. Mục đích cuối cùng của sự học rộng nghiên cứu nhiều là nhằm phục vụ cho mọi công việc đạt hiệu quả cao hơn. Nếu học được lý thuyết dù cao siêu đến đâu mà không đem ra vận dụng vào thực tế thì việc học ấy cũng chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc vô ích mà chẳng giúp gì cho ai. Bởi trong công việc, cái người ta cần, người ta quan tâm hàng đầu là sản phẩm thành quả lao động, chứ không phải là hiểu biết trên lý thuyết. Một khi không đạt chỉ tiêu đó thì dẫu cho có học rộng, nghiên cứu nhiều đến đâu thì cũng bằng thừa vô ích. Như một học sinh học tập rất tốt, điểm môn công dân lương cao, vậy khi mà thấy một bà lão ăn xin té ngã bên đường, không những không biết giúp đỡ mà ngược lại còn tỏ thái độ khinh thường, ghê tởm bà ấy. Qua ví dụ trên đã phần nào cho ta thấy được những tác hại của việc học rộng nghiên cứu nhiều mà chẳng giúp một ai. Ngược lại, nếu chúng ta đem sự hiểu biết của mình ra để giúp người cứu vật thì lợi ích biết bao. Là học sinh trong thời gian học ở nhà trường, chúng ta cần phải chăm chỉ học tập tốt, nghiên cứu sâu rộng là một điều khó. Học bao gồm cả văn hóa, chữ nghĩa và kinh nghiệm cuộc sống để nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt và để có cơ hội phục vụ gia đình và đóng góp thiết thực cho xã hội. Như vậy, cũng đủ thấy sự học rộng nghiên cứu nhiều quý giá và có lợi đến chừng nào. Chính nhờ sự học rộng nghiên cứu nhiều, người Phật tử chân chính sẽ biết được những điều hay, lẽ phải và hiểu rõ chân lý cuộc đời. Biết được đâu là chính, đâu là tà, đâu là phải, đâu là quấy, đâu là tốt, đâu là xấu và đâu là đúng, đâu là sai. Đâu là con đường hướng thượng, giúp ta đi suốt cuộc hành trình để thành tựu Phật Pháp. Học rộng nghiên cứu nhiều, nghiễm nhiên trở thành kim chỉ nam để làm hành trang trên bước đường tu học của ta. Nó còn là tấm bản đồ, là hành trang cần thiết cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ của mình bằng cách học rộng, nghe nhiều, đem lại những thành quả tốt đẹp trong hiện tại và mai sau. 12. Diệt trừ tâm cống cao ngã mạn là khó. Người cống cao ngã mạn là người coi trọng bản ngã của mình lên trên hết. Nó là biểu hiện của tâm hiếu thắng, kiêu ngạo, cống cao, thiếu nhã nhặn, thiếu khiêm tốn và không chịu nhún nhường bất cứ một ai. Người ngã mạn thường song hành với các tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán. Cống cao ngã mạn khinh người là con đẻ của sự chấp ngã thân này là thật ta và của ta. Nghiệp dụng của nó là luôn coi trọng mình mà hay khinh miệt, miệt thị người khác.
Dù người đó thực sự hơn mình đủ về mọi mặt, nhưng vì chấp ngã tự ái nặng nề nên họ lúc nào cũng thấy mình hay, mình giỏi hơn thiên hạ, nên dễ dàng coi thường người khác. Người cống cao ngạo mạn, khi làm được một công việc nào đó thành công thì họ lên mặt hống hách như ta đây là người tài ba lỗi lạc bậc nhất. Họ tự thấy mình là người có công lao to lớn, rồi khinh thường mạt sát kẻ khác, cho nên dẫn đến nhiều người không ưa thích. Đó là họ đang mắc phải chứng bệnh công thần khá nặng nề mà không hề hay biết. Và từ đó, mọi người sẽ tìm cách xa lánh và thù hằn ghét bỏ họ. Đó là hậu quả của lòng cống cao ngã mạn gây ra. Như chúng ta đã biết, ngã mạn là một trong 6 món căn bản của phiền não. Đó là tham sân si, mạn nghi và ác kiến. Nó có gốc rễ sâu dày từ si mê chấp ngã mà ra. Không phải ai cũng có thể dễ dàng diệt trừ được nó. Muốn đoạn trừ được nó, chỉ có cách là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành, trì buông xả ngay tại nơi từng ý niệm khi vừa phát sinh, mới có thể luân hồi chuyển hóa được chúng. Điều chủ yếu là chúng ta phải hằng tỉnh giác trong từng phút giây, quán chiếu sâu vào bản chất của nó, để thấy rằng tự tính của nó là không có thực thể. Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, làm nô lệ cho nó sai khiến, thì hậu quả xảy ra rất là tai hại. Có chính niệm tỉnh giác thì chúng ta mới nhận diện nó một cách rõ ràng, và như thế thì nó không thể nào gây tác hại cho chúng ta được. Đó là lý do ý chí phấn đấu nỗ lực, dụng công phu tu hành của mỗi người mà diệt trừ nó nhanh hay chậm. Trong Kinh Phật đưa ra 3 dạng tâm lý ngã mạn: ngã mạn tuổi trẻ, ngã mạn không bệnh và ngã mạn sự sống. Ngã mạn tuổi trẻ là thái độ chủ quan, lấn lướt và bảo thủ sai lầm. Ngã mạn sự sống là cậy sống lâu mà làm việc bất thiện về 3 nghiệp thân, ý, miệng. Cả 3 loại ngã mạn này đều làm cho con người ta đắm nhiễm, sa đọa vào các ác nghiệp. Vì ngã mạn là chấp thủ, là cống cao, là chấp nhất, nên người lìa ngã mạn sẽ thoát ly mọi ràng buộc, hệ lụy. Phật dạy: này các tỳ kheo, ai đoạn trừ tâm ngã mạn, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho không còn hiện hữu lại, người ấy đã là bậc thánh, đã hạ cái cờ xuống, đã đặt được gánh nặng xuống, không còn bất cứ một hệ lụy nào. Do đó, dứt trừ tâm ngã mạn là việc khó làm. 13. Không khinh khi người chưa học là khó. Điều 11 Phật dạy: học rộng nhiều, nghiên cứu nhiều là khó. Điều 12 Phật dạy: cần phải đoạn trừ tâm cống cao ngã mạn là khó. Phối hợp 2 điều này lại, chúng ta thấy nếu học rộng, nghiên cứu nhiều mà có tâm cống cao ngã mạn, thì sự học rộng nghiên cứu nhiều ấy không được lợi ích bao nhiêu cho mọi người. Vì người ấy chỉ là một học giả cao ngạo, thích phê phán, chỉ trích, bình phẩm người khác mà không xây dựng, đóng góp gì nhiều cho việc giáo dục cho mình và cho người. Nếu học rộng, nghiên cứu nhiều mà tâm không có ngã mạn, thì kiến thức đó sẽ được truyền bá rộng rãi, làm lợi lạc cho nhiều người, xã hội thực sự tiến bộ. Qua điều thứ 13 này, Đức Phật dạy không khinh người sơ học quả là một điều khó. Lời dạy này còn hàm ý rằng kẻ tài cao thường có nhược điểm là một hạ vô nhân, nghĩa là dưới con mắt của mình thì không có ai hơn mình và khinh khi người ít học. Một điểm nữa là gián tiếp khuyên chúng ta càng học cao, càng khiêm cung thấp đối với mọi người thì phẩm chất và giá trị của ta ngày càng lớn. Người ta nói, tri thức mà không có nhân phẩm đạo đức là nguy hiểm và có tác hại vô cùng. Nhiều hơn những kẻ độc ác mà không có trình độ, học lời Phật dạy, không khinh khi người chưa học, ta thấy lòng từ bi thật rộng lớn bằng tình người trong cuộc sống của Đức Phật được thể hiện rõ trong mọi trường hợp.
Và lời nói này cũng có ý nghĩa với hạnh vô ngã vị tha, đề cao Phật tính bình đẳng của Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa. Dù có bị chửi mắng, đánh đập, nhưng Ngài cũng không tỏ ra thái độ giận hờn, oán trách mà còn nói: "Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều sẽ thành Phật." 14. Thực tâm bình đẳng là khó. Bình đẳng giải thích theo ngôn ngữ thì đẳng là chỗ đứng và bình là ngang nhau. Nói gộp lại thì bình đẳng là ngang nhau về vị trí, vai trò, quyền lực, nghĩa vụ và thụ hưởng các quyền lợi khác trong xã hội. Bình đẳng nam nữ là nền tảng văn hóa, thể hiện nét đẹp của con người trong gia đình và xã hội. Nam nữ bình đẳng giúp cho gia đình an vui hạnh phúc, góp phần làm cho xã hội giàu đẹp, văn minh. Vai trò của phụ nữ được phát huy bình đẳng trong gia đình và xã hội mang một ý nghĩa lớn đối với truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Nhờ bình đẳng nên trong gia đình, vợ chồng thương yêu, tôn trọng lẫn nhau thì con cái mới được chăm sóc đầy đủ và cảm nhận được sự ấm êm hạnh phúc, luôn luôn là điểm tựa cho con người vượt qua mọi chướng ngại, khó khăn. Dù tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ đã dần mất đi, nhưng một nghịch lý vẫn đang tồn tại là việc nội trợ, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc các thành viên trong gia đình vẫn được coi là công việc của phụ nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường nhiều hơn so với nam giới. Dù pháp luật quy định trong gia đình, vợ chồng đều bình đẳng với nhau về mọi mặt, cùng nhau bàn bạc, quyết định mọi vấn đề chung, cùng chia sẻ mọi công việc cũng như là chăm lo con cái, cha mẹ. Nhưng trên thực tế, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình và có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong nhà thường được coi là thiên chức của phụ nữ. Để chấm dứt tình trạng bất đồng bình đẳng giới trong gia đình, điều quan trọng là chúng ta phải biết nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền rộng rãi và không chỉ với phụ nữ mà còn với nam giới. Công tác giáo dục về bình đẳng nam nữ đối với đối tượng là thanh niên cần được thực hiện ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp các em có sự hiểu biết, ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng cuộc sống gia đình sau này. Bình đẳng là biểu hiện văn hóa trong đời sống. Có bình đẳng trong gia đình thì mới có bình đẳng trong xã hội. Hạnh phúc bao giờ cũng là tài sản quý giá nhất trong gia đình mà mỗi thành viên luôn ước mơ và mong muốn để sống đời an vui hạnh phúc. Bình đẳng trong Phật giáo vừa gắn liền với lịch sử thế giới là xóa bỏ giai cấp, phủ nhận mọi kỳ thị, phân chia, phân biệt giữa con người với con người. Theo Phật giáo, mọi con người phải có giá trị ngang nhau khi người ta hoàn thiện đạo đức. Chỉ có đạo đức mới phân định chính xác giá trị nhân phẩm của con người. Giai cấp, địa vị, sự sang trọng, quyền uy và thế lực, tất cả những thứ này Đức Phật đều phủ nhận để đề cao bình đẳng. Bình đẳng trong Phật giáo là nam nữ bình đẳng, theo tinh thần và trách nhiệm của một con người. Trong Kinh Pháp Hoa, long nữ 8 tuổi cũng thành Phật, và cụ thể nhất là mọi người nữ đều được gia nhập tăng đoàn để trở thành các tỳ kheo ni với những quyền lợi ngang nhau như các tỳ kheo tăng trong lịch sử Phật giáo xưa và nay. Tính bình đẳng của Phật giáo ra đời nhằm chuyển hóa mọi định kiến, kỳ thị lâu đời của những quan niệm cổ hủ từ xa xưa. Giá trị bình đẳng cao nhất trong Phật giáo là Phật tính, là tính biết sáng suốt của mọi người. Ai cũng có khả năng quay lại là chính mình để trở thành con người có trí tuệ và từ bi viên mãn. Phật tính không phải chỉ có trong loài người mà còn có cả trong loài có tình thức, và tất cả chúng sinh đều tiềm tàng một năng lực sáng suốt và tính biết của mình đi ngược lại với các tập tục truyền thống từ xa xưa. Mọi người đều bình đẳng với nhau trong mọi phương diện, không có kẻ ban phước giáng họa hay quan niệm chồng chúa vợ tôi. Nhờ sự ra đời của Phật giáo đã giúp cho mọi người biết hơn về tôn trọng bình đẳng với nhau. Chỉ với những quan điểm bình đẳng nói trên cũng đủ chứng minh Phật giáo trong việc đề cao nhân bản và đem lại cho người sự bình đẳng tuyệt đối.
Do đó, thực hành bình đẳng là một điều vô cùng khó, nhất là với những người có quyền lực, địa vị cao trong xã hội, những gia đình nặng nề về gia giáo, phong kiến và nặng nhất là sự chấp ngã của con người. 15. Chẳng nói phải trái là khó. Trong xã hội, bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào, kể cả những người tu, vẫn phải nói chuyện phải trái. Bởi vì hoàn cảnh cuộc sống, suy nghĩ và làm việc không giống ai, dù là anh em sinh đôi. Sống trên đời, chúng ta khó có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Bởi có thân này nên chúng ta phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Chính vì vậy mà có sự vận động và va chạm, tất nhiên sẽ không khỏi tránh những lời nói phải quấy tốt xấu trong cuộc sống. Bị người ta nói xấu, nói không đúng sự thật về mình sẽ xử trí ra sao đây? Trước tiên, mình phải xem xét lời người ta nói về mình có đúng không. Nếu đúng thì mình nên cảm ơn họ, vì nếu sai thì ta sẽ dùng lời nhẹ nhàng để giải thích cho người khác hiểu. Sự việc này sẽ càng phức tạp hơn khi ta lời qua tiếng lại để tranh chấp việc đúng sai phải trái. Sự việc này sẽ càng phức tạp khi ta cố tình lời qua tiếng lại để tranh chấp việc đúng sai phải trái. Dù ta đúng hay sai, nếu cố biện minh, cố làm sáng tỏ vấn đề bằng tranh luận hơn thua, chỉ làm mọi việc trở nên rắc rối hơn và trầm trọng hơn. Ta có thể giải thích lại và nói chuyện này sau, nếu thấy cần thiết, khi mọi thứ đã dịu lại. Nếu thấy không đáng để quan tâm nữa, thì cứ bỏ qua một bên. Nếu ta chỉ mang trong lòng ấm ức và bực bội, chỉ vì người khác không hiểu đúng, nói đúng về mình. Ngày xưa, trong lúc rảnh rỗi, có một ông vua mới hỏi chuyện với vị quan cận thần của mình. Trẫm thấy Khanh nhân cách và phẩm chất luôn thể hiện được sự hài hòa đối với mọi người. Vậy tại sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét Khanh như thế? Vị quan trả lời, tâu bệ hạ, mùa mưa thì người bán dù luôn vui mừng, nhưng người phơi bánh tráng lại buồn khổ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận trong ghét thương. Còn hạ thần đâu phải là một người vẹn toàn, thì làm sao tránh khỏi chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian, chúng ta nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin vội nghe một điều gì. Vô tình nghe lời thị phi phải quấy, không đúng sự thật, thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi phải trái, thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi phải quấy, thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi phải trái của thế gian là việc bình thường trong thế gian này. Mọi người nên suy nghĩ, nghiệm xét. Qua câu chuyện trên, chúng ta hãy nghe ông vua thiền sư Trần Thái Tông nói về thị phi phải trái như sau. Phải trái rụng theo hoa buổi sớm, danh lợi lạnh với trận mưa đêm, hoa tàn mưa tạnh non im vắng, xuân cõi còn nguyên một tiếng chim, hòa thượng Thích Thanh Từ dịch. Trong năm giới của người tại gia, giới không nói dối là giới có nội dung cấm người Phật tử nói lời thị phi. Thị phi đôi lúc ở một vài trường hợp cũng chính là lời nói đòn sóc hai đầu. Đến người này thì nói xấu người kia, đến người kia thì nói xấu người nọ. Tác hại của nó là làm cho hai bên hiểu lầm nhau mà gây ra ân oán hận thù, làm yếu đi sức mạnh của một cá nhân hay một tập thể nào đó. Và khi đứng trước những hiện tượng thị phi hay chính mình phải quấy với người khác, làm cho tình nghĩa của bạn bè, người thân bị rạn nứt, sức mẻ do hiểu lầm. Đối với Phật giáo, thị phi được cấm chỉ ở giới không nói dóc, nói láo, hư vọng và giới ly gián. Người Phật tử chân chính không bao giờ sử dụng ngôn ngữ mang tính cách hại người, không gieo rắc đau khổ với bất kỳ một ai, mà chỉ nên nói những lời có ích, chân thật, mang lại an vui, hạnh phúc cho mọi người. Như vậy, trong cuộc sống, không thị phi là hoàn thiện nhân cách của người Phật tử. Vì thế, không nói lời thị phi phải quấy là một điều khó,
mà chúng ta ai cũng phải hoàn thiện chính mình bằng thân, miệng, ý. 16. Gặp được thiện tri thức là khó. Sinh ta ra là cha mẹ, làm thành cho ta là bạn bè. Con người nên hay hư, phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Thiện tri thức là bạn lành, bạn tốt, những người bạn thường xuyên giúp đỡ cho ta, hay làm các điều lành mà đánh xa điều ác, chỉ cho ta biết cách thăng hoa đạo đức, tâm linh để sống đời hạnh phúc. Khi có những người bạn như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định, tương lai sẽ tốt đẹp theo thời gian. Người bạn thiện tri thức thì lúc nào họ cũng mong cho ta được bình yên, hạnh phúc và giúp ta thành công trên đường đời. Nếu ta không may gặp phải bạn bè xấu thì gọi là ác tri thức. Loại bạn bè này thường đến với ta khi ta ước muốn ham thích những thú vui thấp kém. Họ hay xúi dục, khích lệ và đồng tình với ta vào con đường thấp kém đó. Nếu ta là người giàu có, đủ khả năng vui chơi hoang lạc thì bạn bè càng đông. Chính vì vậy cuộc đời sẽ bị lún sâu vào tội lỗi mà không hay. Thiện tri thức là những người bạn lành, bạn tốt, giúp ta nâng cao trình độ hiểu biết, biết cách tiếp cận những lời dạy chân lý của Đức Phật. Ngoài ra, thiện tri thức còn được hiểu là những pháp môn, giáo lý, kinh điển của nhà Phật, giúp ta thăng hoa nhân cách, phẩm chất và nếp sống đạo đức. Người thiện tri thức còn có nghĩa là vị thầy dẫn dắt chúng ta trên con đường giác ngộ và giải thoát. Gặp được minh sư chân chính thì mục đích của ta sẽ dễ thành tựu. Nếu người dẫn dắt ta là tà đạo thì chắc chắn ta sẽ đi theo con đường tối tăm nguy hiểm. Ở đời, thầy lành bạn tốt dễ gì gặp, và khi gặp làm sao phân biệt được? Làm sao chúng ta biết được người đó là thiện hữu tri thức? Phương cách duy nhất là thân cận tiếp xúc lâu ngày, sống với người đó trong những hoàn cảnh khó khăn, nghe người đó nói năng luận bàn, ta mới có thể thấy được đức hạnh, trí tuệ và sự chứng đắc của người ấy. Vì vậy, chúng ta phải sáng suốt chọn thầy lành, bạn tốt thì quá trình tu tập của ta mới có thể thành tựu viên mãn trong tương lai. 17. Học đạo kiến tánh là khó. Quan niệm cái khó ở điều 17 này bao gồm hai phạm trù: học đạo kiến tánh là khó. Học đạo là khó vì phải đi ngược lại với dòng đời. Người đời tham thì ta không tham. Người đời dính mắc luyến ái vào gia đình vợ con thì ta phải vượt lên trên đời sống gia đình ràng buộc đó. Dòng thiền Bắc Tông được truyền từ Tổ Ca Diếp là sơ tổ Ấn Độ, là Bồ Đề Đạt Ma, đến Tổ Huệ Năng cũng là tổ cuối cùng của dòng thiền Ấn Hoa, với chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyện, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Yếu chỉ của lập trường thiền tông vốn là đi thẳng vào tâm để tu hành, chuyển hóa các vọng niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta. Cho nên trước khi tu pháp này, nó đòi hỏi mỗi hành giả phải học rộng, hiểu nhiều, để biết rõ lời Đức Phật dạy mà đạt tới đỉnh cao giác ngộ, giải thoát và thành Phật. Do đó, bất lập văn tự là không dính mắc vào văn tự chữ nghĩa chấp vào từng chữ trong kinh. Cho nên có câu: y kinh giải nghĩa là oan cho chư Phật ba đời, lìa kinh một chữ tức đồng ma nói. Mặc dù trên chủ trương giáo ngoại biệt truyện, bất lập văn tự, nhưng để kiến tánh, mỗi thiền sinh vẫn phải dùng phương tiện thiện xảo để thể nhập. Một trong các ngõ phương tiện ấy trước tiên là học đạo. Học đạo có nghĩa là xem nghe lời Phật tổ dạy và dùng trí tuệ bát nhã để thể nhập tự tính bằng cách tu tâm. Thiền sư Sùng Tính, con nhà bán bánh bao gần chùa, vì tính tâm tam bảo nên mỗi ngày ông đem 10 cái vào chùa cúng dường. Mỗi lần cúng như vậy, thiền sư đạo ngộ lại cho ông một cái để đem về mà không nói lý do. Ông ta tức quá mới hỏi thiền sư tại sao lại như thế. Nhưng thiền sư chỉ mỉm cười và nói rằng: ta cho lại ông thì có lỗi gì.
Một hôm, ông quyết tâm hỏi cho ra lẽ thật. Thiền sư bảo, ông xuất gia đi, ta sẽ chỉ tâm yếu cho. Sùng Tín nghe lời xin xuất gia. Trải qua 3 năm như thế mà ông thầy chẳng thèm chỉ dạy điều gì, làm Sùng Tín tức tối, bực bội quá, trong lòng cảm thấy bất an, nghĩ rằng ông thầy này đang lừa dối mình. Thiền sư để cho tâm nghi vấn của ông lên đến tột độ. Một hôm ông chịu hết nổi, ông bèn hỏi sư phụ hứa chỉ tâm yếu cho con, mà mấy năm nay không thèm nói một lời. Đạo Ngộ bảo, từ ngày ngươi vào đây, ta đã từng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi rồi. Hòa thượng chỉ dạy hồi nào? Ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi đem cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui, ta vì ngươi mà gật đầu. Ta đã chỉ cho ngươi tâm yếu mỗi ngày, tại ngươi chẳng chịu tiếp nhận mà thôi. Ngay sau đó, sư cúi đầu lặng thinh. Đạo Ngộ bảo, thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Nghe câu nói này, sư nhận ra tâm yếu. Tâm yếu trong nhà thiền chỉ dạy rất đơn giản, ngay nơi mặc áo, ăn cơm, đi tiểu, đi đại là tâm yếu rồi đó, chẳng phải cần tìm đâu xa. Bây giờ xin hỏi quý vị, ai biết mặc áo, ai biết ăn cơm, ai biết đi tiểu, ai biết đi đại? Cái này ai có thể làm cho ta được hay không? Ngoại trừ ta, nếu bị liệt và mất tự chủ. Chiêu thuật của thiền sư là dồn người đệ tử vào một nghi vấn và thắc mắc suốt mấy năm liền, từ khi còn làm cư sĩ cho đến khi xuất gia. Nếu người không có ý chí thì bỏ mặc, nhưng vì thiết tha học đạo cho nên cuối cùng nhận ra được đạo lý chân thật không ngoài nơi thân này. Chính vì vậy học đạo kiến tánh là khó. 18. Tùy duyên hóa độ là khó. Một trong những công tác hàng đầu của tu sĩ Phật giáo là đem lời dạy của Phật và sự tu học của mình để truyền đạt cho mọi người cùng tham khảo, học hiểu và tu theo. Nhưng để đạt được mục tiêu giáo dục này, đòi hỏi người truyền bá cần phải biết vận dụng nhuần nhuyễn, hợp lý, hợp tình để biết được căn cơ. Thiếu đi yếu tố quyết định này, sự hoằng pháp có thể dẫn đến thất bại. Tùy theo điều kiện nhân duyên, căn cơ trình độ của mỗi người mà chúng ta có thể giúp đỡ để họ chuyển hóa phiền não, tham sân si thành an vui, hạnh phúc. Điều này không phải dễ. Thường thì chúng ta hay áp đặt lên quan điểm và trình độ của kẻ khác bằng sự hiểu biết của mình, mà quên đi mục đích chính là giúp người vượt qua biển khổ sông mê, chứ không phải phổ biến quan niệm hay truyền đạt lối tu. Có đủ trí tuệ và khả năng để tùy duyên hóa độ chúng sinh là rất khó. Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 tướng ứng hóa thân để độ chúng sinh bằng tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, làm phương tiện hướng chúng sinh quay về đường thiện bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Tùy duyên mà vẫn giữ được mục đích và bản chất của nó thường được gọi là tùy duyên mà không bị biến đổi. Có người nội lực còn yếu kém nên tùy duyên quá, đành phải chịu cho duyên trần kéo lôi, làm đánh mất bản thân mình mà dính mất vào đời sống thế tục. Ngay cả đến Đức Phật khi thuyết pháp, Ngài cũng vận dụng phương tiện thiện xảo để tùy duyên, tùy căn cơ mà mọi người tìm cách độ họ. Các vị thiền sư, đạo sư, cao tăng sau này cũng nhờ tùy duyên mà hóa độ, mà làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của Phật giáo. Do đó, tùy duyên hóa độ là cần thiết, là khó thực hiện, là nền tảng của sự hoằng pháp, cho nên tùy duyên hóa độ là rất khó. 19. Thấy cảnh vô tâm là khó. Nội dung của điều khó này cũng tương tự với nội dung ở điều khó thứ 10. Trong vô tâm ở đây đề cập với mức độ cao hơn, sâu hơn và khó thực hiện hơn. Có nghĩa là hoàn toàn không dính mắc vào mọi sự vật, dù kiếm bén kề sát cổ ta vẫn không sợ hãi. Vô tâm là hoàn toàn an nhiên, tự tại, giải thoát. Không động tâm là bước đầu để đạt đến vô tâm. Khi ta còn động tâm thì không thể nào thành tựu được vô tâm hoàn toàn trước cảnh trần.
Người tu đạo giác ngộ, giải thoát phải từng bước huấn luyện cho tâm mình không dao động trước mọi hoàn cảnh. Mọi sự tiếp xúc ta phải tập để làm chủ trực tiếp từ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vua Trần Nhân Tông lên ngôi vào năm 20 tuổi, xuất gia vào năm 41 tuổi, thị tịch năm 51 tuổi. Ngài là vua lãnh đạo đất nước, thừa hưởng cung vàng, điện ngọc, thụ hưởng dục lạc thoải mái. Hai phen cầm quân đánh đuổi giặc xâm lăng, giữ yên nước nhà qua cơn loạn lạc. Khi đi xuất gia, ngài tu khổ hạnh, hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà, tích cực truyền bá chính pháp, phá bỏ tập tục mê tín, khuyến khích mọi người giữ gìn năm giới, tu 10 điều lành. Ngài hoằng pháp hóa độ sinh không biết mệt mỏi và nhàm chán. Điểm đặc biệt của ngài là khi làm vua thì hy sinh quên mình giữ nước, chống giặc ngoại xâm, hết mực thương yêu, lo lắng cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Khi xuất gia thì quyết chí tu hành cho sáng đạo. Đến khi hoằng pháp lợi sinh thì hướng dẫn cho mọi người bỏ ác làm lành và cùng nhau sống yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Ngài là tấm gương sáng cho nhân loại để nhắc nhở cho chúng ta là không có gì là không thể, chỉ có ta quyết chí vươn lên, vượt qua lỗi lầm hay không mà thôi. Chính vì thái độ dứt khoát rõ ràng trong từng giai đoạn, nhờ vậy mà ngài tự tại, làm chủ bản thân, sống để an nhiên. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài thư kệ của ngài. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà báu sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Sống như cuộc đời trần tục, với muôn vàng cám dỗ, nào là lợi danh, tiền tài sắc đẹp, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng khi sáng đạo thì mọi thứ chỉ là ảo ảnh, không thật. Duyên cảnh biến thiên, tình đời đổi trắng thay đen, nhưng ta vẫn an vui và hạnh phúc. Như khi đói đến thì ăn, khi mệt đến thì nghỉ ngơi, đừng toan tính nghĩ suy mà tự làm khổ chính mình. Người đời không biết, cứ dong dủi tìm kiếm bên ngoài, mà không biết ngay nơi thân này có tính biết sáng suốt, nương nơi mắt thì thấy biết rõ ràng, không lầm lẫn tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như thế. Cái khéo của chúng ta là khi đối duyên, xúc cảnh tâm ta vẫn an nhiên bất động, vậy thì còn tìm hỏi thiền ở đâu nữa? Thật đơn giản, nhẹ nhàng, chớ tìm cầu đâu xa. Ngài chỉ tu trong một thời gian ngắn là khoảng độ 10 năm, nhưng mọi người đều tôn xưng ngài là ông vua thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông là người con kế thừa của Phật đã vạch sẵn, nên không phải mất công tìm kiếm. Do đó mà công phu đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn thấy từng tâm niệm sinh diệt mà không cần phải đối trị quán chiếu. Cho nên đối cảnh vô tâm là một việc khó làm, vì nó là điểm đích sau cùng khi thành tựu đạo pháp. Như thế, chúng ta cũng biết rằng tự không dính mắc động tâm sẽ dẫn đến vô tâm. Vô tâm là không còn dính mắc ta, người và hoàn cảnh, là thể nhập như như bất động, là tự tại, giải thoát và thường biết rõ ràng. 20. Khéo biết phương tiện là khó. Quan niệm về cái khó cuối cùng này cũng ít nhiều liên quan đến nội dung điều thứ 18, tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Điểm giống nhau giữa hai điều là cả hai cùng đề cập đến phương tiện thiện xảo. Trong vấn đề giáo hóa độ sinh, hướng dẫn cho mọi người là quan trọng cấp thiết hàng đầu. Điểm khác nhau là hai điều là điều 20 này là điều kiện, là môi giới, là chất xúc tác để thành tựu điều 18. Có phương tiện thiện xảo thì chúng ta mới có thể tùy duyên hóa độ. Vận dụng nhuần nhuyễn phương tiện thì tùy duyên hóa độ sẽ hoàn bị chu tất. Phương tiện và tùy duyên hóa độ là hai phần được liên kết với nhau rất chặt chẽ, không thể thiếu trong công tác giáo dục. Tùy duyên hóa độ là tùy bệnh cho thuốc, ai cần thuốc nào thì ta cho thuốc đó. Còn phương tiện thì người hoằng pháp phải biết vận dụng từ thấp đến cao. Thay vì giáo lý của Đức Phật mục đích là giác ngộ, là giải thoát, nhưng mọi người chưa đủ sức,
Cho nên Phật phải dẫn dụ từ từ, giúp chúng ta từng bước tỉnh thức. Phật dạy có ba hạng người, không khéo biết phương tiện thì thù thắng. Hạng thứ nhất, đã không thực chứng trong tu hành, lại còn hướng dẫn truyền đạt giáo lý một cách tối nghĩa, khó hiểu, làm cho người nghe hiểu sai ý nghĩa nội dung, cho nên người nghe thực hành sai. Hạng thứ hai, tuy không thực chứng, nhưng lại hướng dẫn truyền đạt rõ ràng, chính xác, cho người nghe dễ tiếp thu, do sự nói làm không tương ứng, làm cho người nghe cũng dễ bất mãn, mà sinh ra thái độ sống không tốt. Hạng thứ ba, tuy có quá trình thực tu thực chứng, nhưng truyền đạt hướng dẫn kém, không linh động uyển chuyển, làm cho người nghe khó nắm bắt, cho nên thực hành không có kết quả lợi ích thiết thực. Khi xưa, ngài A Nan chỉ dạy hai người đệ tử tu hành, một người giữ nghĩa địa, A Nan dạy quán sổ tức, một người làm lò rèn, ngài chỉ dạy quán thân bất tịnh. Hai người này tu hoài không thấy tiếng, A Nan thỉnh Phật chỉ dạy lại. Ông dạy người như vậy là sai rồi. Người giữ nghĩa địa thì chỉ họ quán thân bất tịnh, vì quanh năm suốt tháng họ luôn tiếp xúc với xác chết. Còn người làm lò rèn tối ngày thổi lửa bịt bịch, ông lại dạy quán hơi thở để họ được định tâm. Do đó, công tác hoằng pháp hay giáo dục vô cùng hệ trọng trong hiện tại và mai sau. Nó có thể dẫn đến ảnh hưởng tốt hoặc xấu cho rất nhiều thế hệ, truyền đạt một quan điểm lệch lạc, mê tín, cuồng tín, làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa giáo dục, đạo đức tâm linh, sẽ đem lại bất hạnh cho nhiều người. Và khi truyền đạt đúng với chính pháp, đúng với chân lý cuộc đời, thì lợi ích của nó thật lớn lao, nghĩa là đem lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Chính vì vậy, những người làm công tác tuyên truyền văn hóa giáo dục phải ý thức rằng việc làm của ta phải có nhiều lợi ích cho nhiều người, cho nên khéo biết phương tiện là khó.